Ừ. Ít nhất là mình phải đủ đã. Đấy, còn cái đủ ấy có đảm bảo được về mặt cấu trúc nội dung không thì rồi ta tính sau. Nhưng nếu chúng ta không thấy nó đâu thì chúng ta phải bổ sung vào hoặc các tiêu chuẩn của ISO. Thế thì mục tiêu cái bài này tôi sẽ giới thiệu với các bạn thì sau khi học thì chúng ta biết là so sánh và đối chiếu các phần công nhận, phần cấp chứng chỉ và phần giấy phép. Chúng ta mô tả quá trình tham gia phát triển các tiêu chuẩn mà có liên quan đến cái hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm của chúng ta. À, chúng ta có một cái phần thảo luận về sự cần thiết của các quy chuẩn và tiêu chuẩn của phòng xét nghiệm. Thực ra những cái phần thảo luận này thì dành cho những cái giảng viên mà những cái người mà chúng tôi học cái phần này thì chúng tôi sẽ phải thảo luận với nhau về việc là chúng ta đề ra các quy chuẩn hay tiêu chuẩn của phòng xét nghiệm mà chúng ta định làm ấy. Thì cái phần này là trước này thì chúng tôi học để chúng tôi xây dựng lên 24 29, thế nên là cái phần này thì chúng ta sẽ đi rất nhanh, các bạn sẽ không không đề cập đến nhiều. Đây là một cái tình huống mà chúng ta sẽ gặp. Ban giám đốc bệnh viện yêu cầu chúng ta là người quản lý phòng xét nghiệm, là cái trưởng phòng xét nghiệm đấy, hay trưởng khoa xét nghiệm đấy, kiểm tra xem phòng xét nghiệm có đủ khả năng được công nhận cái gì đấy không. Bởi vì chúng ta hiện giờ chúng ta rất nhiều nơi còn chưa được công nhận cái gì cả, chưa được đánh giá, chưa biết mình làm được cái gì. Có một số nơi các bạn vẫn cứ xây dựng đấy mà chưa đánh giá 24, 29 hoặc thậm chí là chưa được đánh giá ISO chẳng hạn, thì chúng ta xem là chúng ta được cái gì, đạt được cái gì thì chúng ta mới tiến hành chúng ta xin để công nhận. Hoặc người ta sắp công nhận mình thì mình cũng phải kiểm tra xem là mình có được cái gì. Ví dụ như người ta thông báo là chúng ta sắp phải được đánh giá 24, 29 chẳng hạn, thì chúng ta phải tự bò xem là chúng ta đã có cái gì đủ chưa. Thế và khi mà chúng ta được công nhận thì nó có ý nghĩa gì? Và chúng ta có thể thu thập được những cái tin ở đâu để chúng ta chuẩn bị cái việc công nhận đấy, hoặc việc đánh giá đấy. Và bắt đầu như thế nào? Đây là cái phần mà cái bài này sẽ giới thiệu, cái học phần này giới thiệu với các bạn. Có cả một cái chương gọi là đánh giá ở đây ạ. Có cả một cái chương đánh giá mà chúng ta vẫn đề cập trong 12 cái chương hay 12 thành tố của hệ thống quản lý chất lượng. Khi nào người ta đến đánh giá thì chúng ta phải biết được cái này nó nằm ở cái chương nào. Thế thì nói thì nói vậy chứ còn thì cũng không phải là chờ người ta đến đánh giá thì rồi chúng mới có gì ạ, có cái chương đánh giá này. Mà khi các bạn xây dựng cái hệ thống quản lý chất lượng, bạn phải có một cái chương đánh giá đấy, bao gồm cái việc mà là thường xuyên, đó là dẫn đánh giá nội bộ, tức là chúng ta phải kiểm tra lại chúng ta sẽ ta làm như thế nào, đã đủ chưa. Đấy là cái việc mà chúng ta làm rất là thường xuyên liên tục, gọi là các hoạt động nội bộ. Còn như tôi nói là người ta chuẩn bị đến đánh giá 24, 29 hoặc ISO, đấy là những cái đánh giá từ ngoài. Đấy, nhưng mà muốn muốn chúng ta có người ta đánh giá từ bên ngoài thì chúng ta phải tự đánh bộ của chúng ta. Mà cái người mà tự đánh giá nội bộ thì chúng ta phải biết là cái hệ thống quản lý gồm cái gì thì chúng ta mới biết được rằng là đã đủ hay không đủ. Đấy là một cái phần rất quan trọng trong cái hệ thống quản lý chất lượng. Đánh giá phòng thì tại sao lại phải đánh giá cái phòng xét nghiệm? Thứ nhất là chúng ta đánh giá để xem cho chúng ta có thể đảm bảo kết quả và có thể lặp lại được không. Đấy, đấy là cái việc đánh giá. Nếu chúng ta không có cái hệ thống chất lượng thì chúng ta chịu không có thể có cái gì mà để mà đánh giá cả. Chắc chắn chúng ta phải học rồi chúng ta phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng mà chúng ta học cái đợt này đấy. Thứ hai nữa là chúng ta phải đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng, các quy chuẩn sử dụng cho việc đánh giá. Đấy. Chúng ta phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chất lượng. Hệ thống quản lý chất lượng của chúng ta đang xây dựng trên cái tiêu chuẩn gì hay là quy chuẩn gì thì chúng ta đánh giá theo tiêu chuẩn và quy chuẩn ấy. Đấy, vì vậy nên là các bạn thì trong quá trình đánh giá từ bên ngoài ấy, chúng ta sẽ có mấy cái kiểu đánh giá. Ngay bản thân chúng ta phòng xét nghiệm chúng ta có đánh giá, thứ nhất là ta đánh giá theo cái tiêu chí 48, 58, 59 của Bộ Y tế về 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 đánh giá chất lượng bệnh viện chung, thì chúng ta chỉ có cái mục 8.2, 8.3 để chúng ta đánh giá bệnh viện phòng xét nghiệm của chúng ta thôi, và rất là ngắn và đánh giá như vậy nó không đầy đủ. Thế còn nó lại còn có một cái hệ thống nữa là cái hệ thống đánh giá về tiêu chuẩn phòng xét nghiệm 29. Thế thì chúng ta lại phải làm theo cái tiêu chuẩn đấy.
Thế thì những người nào mà đi đánh giá bệnh viện chung thì là không đánh giá 2429, người ta chỉ đánh giá 8.2, 8.3 thôi. Thế còn cái đoàn đi đánh giá 2429 người ta sẽ đánh giá theo bảng kiểu 2429. Ngoài ra thì các bạn mà làm ISO chẳng hạn thì cái đoàn của BOA hoặc những cái đơn vị khác người ta đến người ta đánh giá theo chúng ta theo ISO 15189 thì nó theo cái chuẩn khác. Đấy. Những cái bảng kiểm chẳng hạn thì là những cái bảng kiểm để người ta đi đánh giá thì người ta phải có bảng kiểm, cũng giống như chúng ta học ở trong cái phần viết quy trình xét nghiệm thì chúng ta cũng phải có các bảng kiểm. Cái bảng kiểm là những cái phần mà không thể bỏ được mà chúng ta phải đấy để chúng ta biết rằng là đã đạt hay không, chưa đạt. Cái bảng kiểm đánh giá 2429 là các bạn đã có trong tay, chắc chắn là các bạn đã phải xem rồi. Đấy, nó gồm có 69 tiêu chí và 268 cái điểm, đấy chính là cái bảng kiểm ạ. Thế thì dựa vào những cái tiêu chuẩn mà mình xây dựng thì người ta sẽ đánh giá theo cái chuẩn đấy. Trước kia thì đánh giá theo tiêu chí đánh giá bệnh viện chung, tức là 8.2, 8.3. Thế nhưng bây giờ thì bắt đầu lại cái phần 2429, thế nên là chúng ta lại phải làm thêm. Thế như vậy thì chúng ta sẽ dựa vào những cái tiêu chuẩn để chúng ta xây dựng, rồi người ta đánh giá thì người ta cũng phải theo tiêu chuẩn đấy. Có những cái đánh giá nó khá khác nhau, ví dụ như là một cái đoàn đi đánh giá 2429 chẳng hạn thì người ta sẽ lục lọi tất cả những cái xét nghiệm của chúng ta, tất cả những cái xét nghiệm chúng ta đăng ký thì người ta loại hết, lục hết vào. Những cái đoàn đi đánh giá ISO 15189 thì các bạn đăng ký với người ta chỉ đi đánh giá cái xét nghiệm, người ta sẽ không được đánh giá nghiệm mà bạn không đăng ký, và người ta cũng chẳng có thời gian đâu, người ta làm việc ấy và làm việc ấy không cần. Thế như vậy thì chúng ta thường là nó phải có cái tiêu chuẩn và quy chuẩn. Thế thì như vậy là một cái phòng xét nghiệm ạ. Một cái phòng xét nghiệm cần phải, khi mà chúng ta gì ạ? Chúng ta xây dựng cái hệ thống quản lý chất lượng và chúng ta đang định là triển khai để chúng ta đi đánh giá. Thế thì trách nhiệm của cái người mà triển khai cái đấy thì là gì ạ? Là trưởng phòng xét nghiệm đấy ạ. Cái ông trưởng phòng xét nghiệm này thì sẽ phải triển khai các tiêu chuẩn quốc gia quốc tế, tìm kiếm thông tin về tiêu chuẩn và quy chuẩn đấy để chúng ta xây dựng cái. Rồi tiếp là phải tìm kiếm thông tin về các quá trình cấp chứng chỉ, và ví dụ như là bây giờ muốn làm ISO thì nó phải có bao nhiêu các bước, rồi sử dụng kết quả để cung cấp dịch vụ tốt hơn. Đấy là những cái phần mà do trách nhiệm của cái người gì ạ? Cái người trưởng hay gọi là trưởng khoa. Thế bây giờ đến phần thứ hai là trách nhiệm của người quản lý chất lượng, thì sẽ phải giải thích các quá trình để đạt tiêu chuẩn cho, tức là cái người quản lý chất lượng này người ta sẽ phải học hết về hệ thống quản lý chất lượng. Vì vậy tôi vẫn nói với mọi người là nếu mà trong cơ cấu tổ chức cái người quản lý chất lượng, thậm chí còn nếu mà nói về quản lý chất lượng thì nó hơn rất nhiều so với lại phó khoa, phó phòng xét nghiệm. Vì người ta được học và người ta giám sát về chất lượng, chứ phó khoa đôi khi chỉ được giao một cái việc A việc B chưa chắc đã là sát về chất lượng của toàn cái phòng xét nghiệm. Thứ hai nữa là tổ chức phòng xét nghiệm để chuẩn bị cho đấy. Đấy. Thì cái người này là cái đầu mối thì chúng ta tổ chức phòng xét nghiệm để cho đánh giá. Còn trách nhiệm thì là của trưởng phòng. Cái người mà tiến hành tổ chức thì là người quản lý chất lượng. Và nhân viên phòng xét nghiệm thì phải làm gì ạ? Nhất là phải học để nhận thức được các yêu cầu. Ví dụ như các bạn là nhân viên phòng xét nghiệm thì yêu cầu A, yêu cầu B, yêu cầu C thì các bạn phải làm. Ví dụ yêu cầu về chất lượng xét nghiệm. Đấy. Yêu cầu về nội kiểm, yêu cầu về ngoại kiểm khi mà chúng ta làm xét nghiệm đấy, thì chúng ta mới phải biết được như thế nào mới đạt, như thế nào mà không đạt. Tiếp nữa là cũng là nhân viên thì cũng phải đóng góp để đạt được các tiêu chuẩn. Tức là nhân viên cũng là những người phải tham gia vào cái hệ thống quản lý chất lượng, cũng giống như cái phần trước. Chúng ta vẫn nói là việc về gì ạ? Quản lý phòng xét nghiệm là việc của tất cả nhân viên, chứ không phải của riêng ai. Tiếp nữa là các nhân viên này cũng phải được tập huấn về nhận thức các quá trình đánh giá. Ví dụ như người ta đến người ta đánh giá hay là chúng ta đánh giá thì nhân viên phải biết là người ta đánh giá là người ta cái gì, chứ còn không biết là cái gì thì chúng ta biết rằng là đến thì gọi nhân viên, ví dụ như bây giờ tôi đánh giá
một cái gì giám sát lại cái việc là tay nghề nhân viên hoặc là quy trình của những người, thì cái người nhân viên ấy phải biết rằng là bây giờ người ta hỏi là cái quy trình xét nghiệm mà bạn đang làm thì gồm chắc chắn là bạn thuộc chứ không thể không được, bởi vì không thuộc thì có làm sai quy trình ngay. Và nữa, các nhân viên thì cũng phải giúp cho chuẩn bị đánh giá cái người quản lý chất lượng này, bảo là phải chuẩn bị cái nọ cái kia, trong phòng xét nghiệm ví dụ nhân viên phải chuẩn bị hồ sơ nội kiểm, nhân viên khác chuẩn bị hồ sơ ngoại kiểm, nhân viên khác thì chuẩn bị các loại hồ sơ của nhân viên, rồi hồ sơ của thiết bị, rồi hồ sơ của hóa chất, tức là tất cả những cái thứ mà được, thì mới được, chứ còn thì không thể có một người quản lý chất lượng có thể làm hết được. Ví dụ chỗ tôi chẳng hạn thì cái công việc nó rất là nhiều như vậy, thì giao của một người quản lý chất lượng chắc chắn là không được, không thể người ấy sẽ làm một mình được. Thế thì phải tất cả các nhân viên phải tham gia, giao cho mỗi người công việc. Thế bây giờ chúng ta sang đến một cái phần nữa là các định nghĩa. Các định nghĩa mà chúng ta có thể sử dụng trong việc trong cái hệ thống quản lý đánh giá. Thứ nhất là các tài liệu quy chuẩn. Đấy là những cái thứ mà nó cung cấp các quy định, hướng dẫn hoặc các đặc điểm cho các hoạt động hoặc kết quả của nó. Tức là trong phòng xét nghiệm của chúng ta có tài liệu quy chuẩn để cung cấp cho chúng ta những cái quy định này. Ví dụ như gì ạ? Quy định tài liệu quy chuẩn của ISO 15189, rồi các quy chuẩn về xét nghiệm, các quy chuẩn về gì ạ? Về thẩm định phương pháp chẳng hạn. Cái đấy người ta đã chúng ta tham khảo ở đâu đó sẽ phải có, thì chúng ta mới có thể biết được đấy là chuẩn hay không chuẩn. Tiếp nữa ta phải có các tài liệu chuẩn, bao gồm cả những gì ạ? Bao gồm cả những cái việc là những cái quy trình chuẩn, và những cái tài liệu được xây dựng trên cơ sở đồng thuận và được phê duyệt bởi một tổ chức công nhận, mà tài liệu này phải cung cấp cho tất cả các nơi và sử dụng đi lại các hướng dẫn, điều lệ hoặc các đặc điểm cho các hoạt động và kết quả nhằm đạt được mức độ tối ưu trong ngoài nhất định. Thế như vậy các tài liệu chuẩn thì chúng ta phải dựa trên các tài liệu của các tổ chức mà nó để chúng ta mới gì ạ? Chúng ta mới tiến hành cái việc đánh giá. Chứ nếu trong trường hợp nay chúng ta thích thế này thì tôi đánh kiểu này, mai chúng ta thích thế kia đánh giá kiểu kia, hoặc phòng xét nghiệm thì đánh kiểu này, phòng xét nghiệm đánh kiểu kia thì chắc chắn là không được. Chúng tôi ngày xây dựng lên 2429, xong rồi phải tập huấn đi đánh giá cũng phải mất một tuần, để làm sao mà cái việc đi đánh giá là nó phải khách quan. Tí nữa thì chúng ta sẽ đề cập với vấn đề trung thực, và phải là gì ạ? Phải đạt được cái tiêu chuẩn của nó. Cái thứ ba ở trong cái phần định nghĩa này là quy định mà bất kỳ chuẩn nào bắt buộc phải tuân theo của cơ quan chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền, thì đó là các quy định. Thì chúng ta biết là chúng ta có rất nhiều các liên quan đến cái hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm. Đấy. Quy định này chúng ta phải xây dựng quy trình theo theo 5530 chẳng hạn. Đấy. Quy định chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải sử dụng những cái thiết bị mà phải được nhập, rồi phải có đủ CO, CQ, đại loại những cái gì đấy. Rồi quy định là chúng ta gì ạ? Chúng ta ký duyệt kết quả xét nghiệm chẳng hạn thì là bắt buộc phải là trình độ cử nhân trở lên chẳng hạn. Đấy là có tỉ tỉ cái quy định. Rồi quy định về những cái phần về an toàn sinh học của chúng ta vẫn học, chúng ta biết. Đấy. Rồi quy định về phòng chống cháy nổ, rồi quy định về sức khỏe của nhân viên chẳng hạn. Đấy là những cái việc mà chúng ta phải làm. Ví dụ như quy định là hàng năm chúng ta phải kiểm tra sức khỏe cho nhân viên phòng xét nghiệm ít nhất là một lần. Đấy là những cái quy định. Ngoài ra thì có một số cái quy chuẩn mà tự phát triển. Nhiều tổ chức hoặc khu vực tự xây dựng các yêu cầu về bằng cấp chứng nhận riêng mà không sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế đã được cho tình hình cụ thể của người ta. Đấy. Cho tình hình cụ thể của người ta. Thế như vậy thì chúng ta làm cái gì thì chúng ta phải áp dụng.
xin lỗi các bạn chút có tí việc. Thế như vậy thì chúng ta cũng có thể phải áp dụng các tiêu chuẩn mà tự phát triển. Thì mỗi cái tiêu chuẩn nó sẽ có một cái ưu và nhược điểm khác nhau. Với những cái tiêu chuẩn tự phát triển này có ưu điểm là tối ưu hóa phù hợp với điều kiện riêng của chúng ta. Đấy, ví dụ địa phương rồi những cái quốc gia nó chỉ được đạt đến cái mức này thôi thì nó chỉ tối ưu hóa đấy thôi. Bây giờ mà chúng ta cứ tiêu chuẩn hóa quốc tế thì chúng ta khó. Đấy, cái việc mà tôi có nói với lại các bạn đấy chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta tạm thời có thể chấp nhận những cái thẩm định cái phương pháp xét nghiệm theo kiểu huyết học có thể không giống hóa sinh. Ví dụ như vậy, chúng ta biết rằng là đấy là những cái điều kiện cụ thể. Nó có thể phát triển theo hướng là càng ngày càng tốt lên và có thể tiến tới là tiêu chuẩn đấy là được quốc tế công nhận. Nó tiệm cận đến tiêu chuẩn quốc tế thì có thể quốc tế họ sẽ công nhận. Nhưng mà nó cũng sẽ có rất nhiều nhược điểm, trong đó có thể là nó sẽ giảm cái chất lượng của cái tiêu chuẩn ấy đi. Đấy, và có thể gây nên những sốc. Đấy như tôi nói. Đấy, thực ra thì là tiêu chuẩn quốc tế được là tốt nhất, nhưng đôi khi con chuẩn mà không áp dụng được thì đành phải chấp nhận với điều kiện Việt Nam. Và nó cũng có thể là không được các tổ chức khác công nhận đấy. Một số cái tiêu chuẩn ví dụ như của Việt Nam chúng ta chẳng hạn thì rõ ràng quốc tế nó không công nhận nhiều. Có rất nhiều các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế trên thế giới, bao gồm là ISO Internal Standard Organization. Cái này là tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế. Đây là CLS, chúng ta đã được đề cập đấy. Đây là Viện Tiêu chuẩn Xét nghiệm Lâm sàng. Rồi cộng đồng châu Âu nó có cái tổ chức là gọi là tổ chức SEM. Và tổ chức WHO thì anh biết, đấy là những cái tiêu chuẩn mà quốc tế người ta sẽ áp dụng rất là rộng rãi. Đấy. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn về tiêu chuẩn quốc tế ISO, Internationalization Standardization, ISO, hoặc là ISO, đấy, chúng ta hay quen, chúng ta đọc ISO cũng được ạ. Thế thì đây là tổ chức lớn nhất thế giới về phát triển và công bố các tiêu chuẩn quốc tế. Cái này thì chẳng cần nói thì các bạn biết rồi. Ở đâu mà người ta có cái gì người ta cũng vỗ ngực rằng là cái này có ISO đấy mày ạ. Ví dụ như vậy. Đi đến đâu thì chúng ta mua cái hàng hóa gì thì người ta cũng bảo cái này ISO đấy. Đến cơ quan nào hoặc là đến các nhà máy công trường xí nghiệp thì các bạn thấy rằng người ta dán cái ISO phiên bản của người ta ngay trước gì ạ, ngay trước cổng. Hoặc thậm chí là các bạn đi ô tô ở trên đường hoặc xe máy ở trên quốc lộ, nhìn vào những cái nhà máy thì người ta có cái chữ ISO gì đấy mà rất là to, người ta chạy ô chỗ những cái chỗ mà mình có thể nhìn rõ khi mình đi trên đường. Thế như vậy nó là một cái tổ chức rất quốc tế và tất cả thế giới người ta đều phải theo. Nếu trong trường hợp được là người ta theo thì và được công nhận trên toàn thế giới. Và các tiêu chuẩn này được áp dụng rộng rãi cho rất nhiều các tổ chức, nhóm tổ chức khác nhau. Trong đó có phòng xét nghiệm y tế của chúng ta. Đấy, phòng xét nghiệm y tế của chúng ta thì cũng có cái tiêu chuẩn ISO. Mà lâu nay chúng ta vẫn nói ISO 15189. Cái thứ hai là Viện Tiêu chuẩn Lâm sàng về xét nghiệm CLSI. Đấy. Thế thì đó là tổ chức phát triển tiêu chuẩn toàn cầu phi lợi nhuận. Đấy. Nó thúc đẩy sự phát triển và sử dụng các tiêu chuẩn và hướng dẫn tới sự đồng thuận tự nguyện trong cộng đồng chăm sóc sức khỏe. Và tài liệu được xây dựng bởi các nhóm chuyên gia hoặc tiểu ban chuyên môn. Đấy. Các tiêu chuẩn của CLSI thì nó là Viện Tiêu lâm sàng và xét nghiệm rồi. Thì chúng ta biết rằng là nó sẽ gì ạ? Nó sẽ phục vụ cho cái việc làm xét nghiệm của chúng ta. Nó là phải có các tiểu ban chuyên môn là những người giỏi về mặt chuyên môn của chúng ta. Chứ không phải là những người không biết về mặt chuyên môn mà lại là các tiêu chuẩn. Tiếp nữa là một cái hội đồng châu Âu về tiêu chuẩn hóa SEM. Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia trong cộng đồng kinh tế châu Âu và các quốc gia liên quan. Thì chúng ta biết là ở châu Âu thì nó có cái cộng đồng kinh tế châu Âu gồm có 27 cái quốc gia. Và những cái nước mà là quan sát viên thì cũng tham gia vào đây luôn. Tiêu chuẩn chung thì người ta bao gồm cái sự cửa minh bạch đồng thuận hội nhập. Người ta phải có một cái tiêu chuẩn chung để người ta sẽ đi ạ. Sẽ đi từ bên nọ đến bên kia cho nó dễ. Đấy, tất cả mọi thứ đều tiêu chuẩn giống nhau hết là nó dễ. Đấy. Kể cả phân phối về hàng hóa, rồi lưu thông, rồi các thứ khác.
Tiếp là một cái tổ chức rất là lớn liên quan đến nghiệm của chúng ta, đó là Tổ chức Y tế Thế giới, World Health Organization. Tổ chức này thì chúng ta cũng biết rằng là nó phát triển thêm một số tiêu chuẩn cho các phòng xét nghiệm chẩn đoán bệnh chuyên biệt hoặc đặc thù, ví dụ như bệnh bại liệt, lao, cúm, sởi, Ebola chẳng hạn. Tổ chức Y tế Thế giới đã phát triển một số tiêu cho các phòng xét nghiệm riêng. Ví dụ như ISO thì người ta không có tiêu chuẩn cho các phòng xét nghiệm riêng đó, riêng biệt đó. Nó chỉ là tiêu chuẩn chung cho các phòng xét nghiệm y tế thôi. Nhưng mà để mà đạt được một cái tiêu chuẩn để chúng ta có thể làm xét nghiệm cho một số cái xét nghiệm đặc biệt, thì WHO lại phải đề ra một số cái gì ạ? Một số cái tiêu chuẩn khác. Ví dụ chúng ta vẫn cứ nghe là phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 3, cấp 4, thì chúng ta biết đấy là những cái tiêu chuẩn mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra. Ví dụ như cái xét nghiệm chẩn đoán bệnh bại liệt này, lao này, bệnh cúm này, bệnh sởi, Ebola, H5N1, và như bây giờ chẳng hạn là SARS-CoV-2 chẳng hạn đấy. Rồi là MERS chẳng hạn. Thì đấy là những cái nơi mà được phép làm xét nghiệm theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Đấy, chứ còn thì theo ISO của chúng ta thì nó không quy định riêng cái này. Đấy, chúng ta biết rằng là muốn làm cái xét nghiệm H5N1 rồi là SARS-CoV-2 là MERS-CoV chẳng hạn, thì chúng ta biết rằng nó phải là phòng an toàn sinh học ít nhất là cấp 3, cấp 4. Mà hiện giờ các phòng xét nghiệm của chúng ta hầu hết là chỉ phòng xét nghiệm của chúng ta là chỉ cấp 1, cấp 2 thôi. Rồi ngoài ra thì người ta cũng có những cái tiêu chuẩn quốc gia và những cái hướng dẫn kỹ thuật dựa trên từng nước, từng quốc gia. Nó có thể là một phần của các tiêu chuẩn quốc tế và người ta điều chỉnh phù hợp với văn hóa và điều kiện chung của quốc gia. Đấy, những cái hướng dẫn thì bổ sung cho tiêu chuẩn ISO với các hướng dẫn kỹ thuật sử dụng cho xét nghiệm chẳng hạn, có thể chỉ áp dụng đối với một loại xét nghiệm chuyên biệt thôi. Ví dụ như là tiêu chuẩn ISO 15189 thì nó có cái phần chung, nhưng mà nó lại có cái phần gì ạ? Hướng dẫn kỹ thuật riêng cho những cái phòng xét nghiệm, ví dụ như phòng xét nghiệm về huyết học riêng, vi sinh riêng. Đấy, nó không chung chuẩn. Đấy, những cái cơ quan ấy, người ta đưa ra những cái hướng dẫn riêng để chúng ta có thể áp dụng được và để đảm bảo được chất lượng xét nghiệm. Ngoài ra thì nó có thể có những cái quy định, các tiêu chuẩn, các quy chuẩn của những quốc gia và chuyên biệt riêng. Ví dụ như đây là tiêu chuẩn về phòng xét nghiệm y tế đấy, của một cái tổ chức. Ví dụ như đây là gì ạ? Tiêu chuẩn về phòng xét nghiệm làm cái xét nghiệm trong cái chương trình xét nghiệm lao đấy, ví dụ như vậy. Rồi ngoài ra đây là tiêu chuẩn vùng cho các nước, vùng châu Á chẳng hạn. Thì đây là có những cái tiêu chuẩn đấy. Ví dụ Thái Lan thì họ rất nhiều các tiêu chuẩn, họ xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, và châu Á, Đông Nam Á chúng ta áp dụng rất nhiều. Chúng ta sang những cái định nghĩa. Những cái định nghĩa này thì là theo ISO, nên gần đây là chúng ta thấy rằng chúng ta đang áp dụng những cái định nghĩa này khá là tốt. Trước kia thì chúng ta đi học thì lúc thì chứng chỉ, lúc thì chứng nhận. Đấy, ví dụ như vậy. Thế thì bây giờ nó có cái quy định rồi, khi nào là chứng chỉ, khi nào chứng nhận, thì nó khá là rõ theo các định nghĩa của tổ chức quốc tế. Thứ nhất là gọi là chứng chỉ certification, hay gọi là chúng ta vẫn cứ nói certificate, thì nó được gọi là chứng chỉ theo tiêu chuẩn ISO 17000, thì người ta định nghĩa là quy trình trong đó một bên thứ ba cấp chứng nhận đảm bảo các sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ đáp ứng được những yêu cầu nhất định. Đấy, chúng ta có cái chứng chỉ về cái gì đấy thì người ta là một bên thứ ba cấp cho chúng ta để đáp ứng được những cái yêu cầu nhất định nào đấy. Thế còn theo định nghĩa của ISO thì cấp chứng nhận hay accreditation là quy trình trong đó cơ quan có thẩm quyền chính thức công nhận
cơ quan hoặc cá nhân nào đó đủ năng lực thực hiện những công việc cụ thể. Đấy, đủ năng lực thực hiện công việc cụ thể thì phải gọi là chứng nhận. Còn gì ạ? Đảm bảo ra sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng những yêu cầu thì gọi là chứng chỉ. Đấy, hai cái này phần khác nhau. Tiếp nữa là gọi là cấp giấy phép hay license. Đấy, thì là giấy cho phép hoạt động, thường được các cơ quan chính quyền địa phương cấp chứng chỉ, cấp dựa trên các chứng minh về trình độ chuyên môn, đào tạo và khả năng. Ví dụ như giấy phép lái xe của chúng ta chẳng hạn, giấy phép hành nghề của chúng ta chẳng hạn. Đấy gọi là những giấy phép. Còn chứng chỉ là những cái gì ạ? Đấy, certification là những cái thứ mà chúng ta có thể đáp ứng. Ví dụ như chúng ta học một cái chứng chỉ về siêu âm chẳng hạn. Đấy, thì đấy là một cái chứng chỉ mà người ta cấp cho chúng ta, chúng ta được phép siêu âm. Đấy. Rồi những cái chứng nhận, ví dụ như ISO 15189 đấy, thì BOA người ta cấp cho chúng ta một cái giấy chứng nhận là chúng ta được gì ạ? Đủ năng lực phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO. Thì đấy là những cái thứ mà chúng ta phân biệt ra để nó rõ. Trước kia thì cái chứng chỉ chứng nhận cứ loạn xin cậu đấy ạ. Và như vậy thì nếu mà mình là một người làm xét nghiệm, hoặc thậm chí mình là một người phụ trách này, mình có thể là người quản lý chất lượng, thì chúng ta sẽ phải gì ạ? Chúng ta sẽ nghĩ rằng cái này chúng ta muốn xin công nhận hay xin giấy phép hay chứng chỉ, đúng không? Đấy. Thế thì khi mà chúng ta chưa có cái gì, chưa được phép làm thì chúng ta lại phải xin phép gì ạ? Xin phép cấp giấy phép. Đấy. Nếu mà được cấp giấy phép, muốn được cấp giấy phép thì chúng ta phải có các chứng chỉ được làm cái việc ấy. Đấy. Và sau khi chúng ta đã làm được rồi thì chúng ta xin công nhận đạt được cái tiêu chuẩn gì. Và khi mà phòng xét nghiệm chúng ta sử dụng những tiêu chuẩn nào ở đây, chúng ta phải suy nghĩ. Và chúng ta xem là chúng ta có cần được công nhận hay không. Đấy. Ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái gì đấy, chúng ta suy nghĩ rằng là nếu mà các bạn muốn có 2429 mà đạt được điểm cao thì các bạn phải có ISO 15189 được hả? Hoặc là các bạn có ISO 15189 rồi thì người ta sẽ nghiễm nhiên người ta phiên ngang cho bạn là đạt được 2429. Ví dụ như vậy. Thế thì đằng nào mình cũng làm về một cái tiêu chuẩn thì làm luôn quả ISO cho nó hoành tráng, được cả hai thứ đúng không? Cả được quốc tế, tế lẫn quốc gia. Thế còn nếu mà 2429 không thì nó chỉ là quốc gia thôi, chứ không được công nhận quốc tế. Và khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta phải tuân thủ theo những cái quy định nào? Thì chúng ta phải tham khảo để chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta xây dựng và vận hành theo cái quy định ấy. Khi mà chúng ta muốn gì ạ? Chúng ta muốn được công nhận thì phải làm những cái việc gì? Đấy. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải gì ạ? Xem tổ chức nào nó công nhận mình. Ví dụ các bạn làm ISO 15189 thì chắc chắn bạn sẽ phải nhờ vào BOA hoặc một cái đơn vị mới là AOC người ta cấp cho mình. Chứ bây giờ bảo Bộ Y tế mà cấp chứng chỉ công nhận là ISO 15189 là bó tay. Đấy, Bộ Y tế không thể làm được việc đấy. Vì thứ nhất là Bộ Y tế không được gì ạ? Phân công chức năng. Mà phân công chức năng để công nhận ISO 15189 là một cái tổ chức APLAC là của quốc tế cả. Tức là mình những cái nơi mà đi công nhận mình, tức là BOA ví dụ vậy, muốn đi công nhận mình thì lại phải đệ hồ sơ cho cái APLAC để người ta bảo là mình được phép, mà đấy là hồ sơ quốc tế, không phải là Bộ Y tế. Thế vì vậy nên là chúng ta sẽ phải biết được các tổ chức công nhận là tổ chức nào. Thứ hai nữa là chúng ta định muốn được công nhận thì chúng ta phải gì ạ? Áp dụng các tiêu chuẩn nào. Thế chúng ta phải tham khảo tài liệu của họ. Rồi tiếp nữa là gì ạ? Đấy, người ta phải, chúng ta phải có người đến đánh giá cho chúng ta, và chúng ta phải có nhân viên phòng xét nghiệm thực hiện những cái việc để phục vụ cho cái việc đánh giá ấy. Các cơ quan mà cấp chứng chỉ và công nhận thì là những cơ quan như thế nào? Những cơ quan thứ nhất là đầu tiên là phải là những cái cơ quan được phê duyệt. Đấy ạ. Nếu nơi nào mà muốn cấp cho chúng ta chứng chỉ hay công nhận cái gì chúng ta thì phải được phê duyệt. Đấy. Ví dụ như cái đơn vị mà muốn đến đánh giá 2429 của chúng ta thì phải được Bộ Y tế phê duyệt. Ví dụ như cái đoàn đi đánh giá 2429 của chúng tôi hàng năm ấy, thì phải được gì ạ? Phải được Bộ Y tế thành lập và công bố các thành viên và có dấu đỏ đàng hoàng của Bộ Y tế. Thì những người đấy mới được phép đi làm việc công nhận. Mời vào ạ.
Vâng, rất là xin lỗi các bạn vì tôi đang có một cái việc phải chen ngang một tí. Chúng ta đang đề cập đến những cái cơ quan được cấp chứng chỉ và công nhận ạ. Thì chúng ta cũng biết rằng là một cái nơi mà muốn cấp chứng chỉ hay công nhận cho chúng ta thì phải là những cái nơi được phê duyệt. Thứ hai nữa là phải gì ạ? Những cái nơi đấy phải có kiến thức. Đấy, phải có kiến thức ạ. Thế thì cái cơ quan đấy là phải có những cái người mà có đủ trình độ để làm cái việc đi công nhận người ta. Chúng ta cũng biết rằng là ví dụ như là Bộ Y tế thì cũng phải dựa vào những cái chuyên gia của các bệnh viện hoặc các đơn vị như trung tâm kiểm chuẩn chẳng hạn, hoặc các trường đại học để người ta nhờ những cái người đi đánh giá cho. Chứ còn Bộ Y tế chắc chắn là không có người chuyên làm để đánh giá được cái việc ấy. Ví dụ như là cơ quan công nhận chất lượng đó là BOA chẳng hạn, để đánh giá ISO 15189 chẳng hạn, thì người ta cũng chỉ đánh giá được cái hệ thống thôi. Chứ còn người ta cũng không thể đánh giá được về mặt chuyên môn, mà người ta cũng phải mời các chuyên gia ở các bệnh viện, các trường học, những người mà có những cái kiến thức để người ta đánh giá cho người ta. Chứ không phải là người ta cứ đi đánh giá đại đi. Cái người đi đánh giá phải biết được thì mới đi đánh giá được.
Đấy. Rõ ràng là phải muốn đi đánh giá người ta thì mình phải là người biết, chứ còn không thể mà mình không biết gì mà mình lại đi đánh giá. Cũng có một số trường hợp, thực ra là cũng có một số trường hợp những cái chuyên gia đánh giá không được đào tạo một cách đầy đủ hoặc là không đúng cái chuyên ngành ấy, đôi khi đánh giá quá gì ạ, quá chặt chẽ trong cái việc là cứ áp dụng, ví dụ người hóa sinh ấy, đi đánh giá huyết học lại cứ muốn là huyết học phải giống như hóa sinh. Cái chuyện đấy là rất khó, phải nói luôn vậy. Ông huyết học lại đi đánh giá hóa sinh chẳng hạn thì lại cứ đòi là hóa sinh phải giống huyết học. Đấy là những cái thứ mà nó sẽ gây nên khó khăn cho những cái đơn vị được đánh giá. Thì vậy, vì vậy nó phải có những cái chuyên gia. Nhưng mà cũng có những cái người mà nếu mà không có đủ kiến thức thì lại đánh giá một cách qua loa, qua quýt chẳng hạn, thì cái tiêu chuẩn đấy nó không được, không được gì ạ, không được đảm bảo. Có một số trường hợp chúng tôi đi đánh giá thấy có những người cũng không được đào tạo được đầy đủ cũng đi đánh giá. Và thực ra đi đánh giá thì người ta có trình ra cái này là cái như thế này, thì mình cũng không hiểu được cái đấy là người ta làm đúng hay không làm đúng. Thế và cuối cùng thì sai cũng cho qua, như vậy cũng không tốt. Mà người ta đúng mà lại vặn vẹo thì cũng không hay. Tiếp nữa là những cái cơ quan đánh giá, trong đó bao gồm cả những người đi đánh giá, thì phải dựa trên các tiêu chuẩn hoặc các quy chuẩn. Chắc chắn anh trong tay anh phải có các tiêu chuẩn, các quy chuẩn, tức là có các bản kiểm đó, thì anh mới có thể đi đánh giá được, chứ không phải anh tự nghĩ ra cái gì anh cũng thích đánh giá. Nghĩ ra thì rất nguy hiểm, đúng không? Tiếp nữa là đi đánh giá thì phải là những người khách quan, đánh giá phải là khách quan. Nếu mà trong trường hợp anh không khách quan thì không hay. Đấy, không hay. Nếu anh quý quá ở đấy thì anh qua loa, mà anh ghét ở đấy thì anh ngoài móc cũng không tốt ạ. Ví dụ như là trong ISO 15189 chẳng hạn, nếu người ta biết rằng là mình rất thân với một cái đơn vị nào ấy, thì thường thường người ta sẽ không mời mình đánh giá cho cái đơn vị ấy nữa. Đấy, bởi vì người ta biết là mình rất thân. Thế như vậy thì nó không được khách quan. Và nếu mà trong trường hợp mà thậm chí là có những cái mâu thuẫn với nơi đấy thì người ta cũng sẽ không mời những cái người đấy đánh giá. Ví dụ như này, các bạn có thể, nếu các bạn là một cái phòng xét nghiệm muốn đánh giá ISO 15189, người ta sẽ mời một ông A đến đánh giá cho bạn. Thì cái đơn vị mà muốn đến đánh giá cho bạn, thường người ta phải gửi tên là tôi sẽ mời ông A đến đánh giá cho bạn. Thế nếu mà bạn với cái ông A ấy, cái đơn vị của bạn với ông A ấy, là có cái gì xích mích hay ghét nhau hay là có cái gì không yên tâm ấy, thì bạn có quyền từ chối người đến đánh giá. Đấy. Thì đấy nó mới gọi là khách quan. Đã có những cái trường hợp như vậy rồi đấy. Đã có trường hợp ví dụ như gửi đơn vị, gửi danh sách những chuyên gia đánh giá đến một cái đơn vị đánh giá ISO 15189, người ta từ chối cái người ấy. Thường thường người ta từ chối là thường hay từ chối những chuyên gia kỹ thuật. Vì chuyên gia kỹ thuật là có thể có những cái người mà không khách quan, có cái gì đấy mà không vừa lòng với nơi đấy, hoặc là thậm chí ghét nhau, thì người ta không đồng ý. Đấy, người ta không đồng ý. Thế đấy là những cái thứ mà trong cái quá trình đánh giá được phép. Tiếp nữa là nhân viên đánh giá này phải có năng lực. Nhân viên đánh giá có kiến thức, nhưng đơn cái cơ quan đánh giá có kiến thức, nhưng mà nhân viên phải có năng lực ạ. Kiến thức và năng lực đôi khi nó không phải là một. Vì sao ạ? Có kiến thức thôi nhưng mà không có năng lực, tức là không được tập huấn một cách đầy đủ, thì những người ấy có thể đi đánh giá một không hiệu quả, có thể bị chậm quá hoặc bỏ sót, ví dụ như vậy. Thế thì những người ấy phải được tập huấn, tức là trong cái đoàn đánh giá là có các nhân viên đánh giá, và những cái nhân viên đấy là phải được tập huấn. Ví dụ chúng tôi muốn đánh giá 24-29 thì chúng tôi phải đi tập huấn với nhau, tức là phải có một cái đơn vị người ta tập huấn cho mình để mình thống nhất cách đánh giá trong vòng một tuần. Đôi khi mình còn phải phát biểu những cái việc là đánh giá việc này nó phải như thế này, thảo luận với nhau để làm sao những người thống nhất trong cái việc đánh giá. Đấy là những cơ quan người ta đi đánh giá hoặc công nhận mình. Thế như vậy thì như ở các bạn một số nơi sẽ bị gì ạ? Bị Sở Y tế đi đánh giá. Ví dụ như là các bạn ở tuyến tỉnh, Sở Y tế đi đánh giá thì thường thường người chắc chắn người ta sẽ mời những cái người ở trong bệnh viện tỉnh là nhiều. Đấy, rồi còn các bệnh viện tuyến trung ương thì bị Bộ Y tế đi đánh giá. Thế còn những cái nơi mà muốn đánh giá ISO 15189 thì chúng ta sẽ phải mời gì ạ? Mời cái cơ quan đó là BOA hoặc AOC. Đấy là những cái nơi người ta đến người ta đánh giá chúng ta, để đảm bảo được cái việc là những người đánh giá đấy phải có năng lực. Đấy, tức là thường những người phải có năng lực.
có rất nhiều các tiêu chuẩn mà được sử dụng. Đấy, phổ biến ví dụ như là các tiêu chuẩn về các chứng chỉ như chứng chỉ ISO 151, ISO 9001, ISO 14000. Đấy, ISO 9001 và ISO 14000. Đây nó gọi là các chứng chỉ. Thế còn ISO 17025, ISO 15189 và các tiêu chuẩn ví dụ như phòng khám xét nghiệm bại liệt do Tổ chức Y tế giới cấp thì nó được gọi là tiêu chuẩn công nhận. Hai cái này nó có khác nhau ạ. Hai cái này nó hơi khác nhau. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ ra, tiêu chuẩn về chứng chỉ ví dụ như các ISO 9001 và ISO 14000 nó chỉ là các chứng chỉ thôi. Các chứng chỉ đấy thì người ta chỉ gì ạ? Người ta chỉ cấp cho một cái đơn vị nào đấy có gì ạ? Đạt được những quy định. Thế còn các tiêu chuẩn về công nhận, tại sao lại ISO 9001 thì lại là chứng chỉ mà ISO 15189 thì gọi là tiêu chuẩn công nhận? Đấy, nó có cái khác của nó đấy ạ. Vì đây là những cái gì ạ? Về năng lực. Đấy, về năng lực của một cái phòng xét nghiệm đạt được cái năng lực về phòng xét nghiệm y học nên người ta cấp cho ISO 15189. Thế còn một cái phòng xét nghiệm không phải là phòng xét nghiệm y học đó, thường thường là những cái phòng xét nghiệm mà liên quan đến kỹ thuật, ví dụ như chúng ta phân tích mẫu đất, mẫu nước rồi gì đó. Rồi các ví dụ như là những cái phòng xét nghiệm như thế này, ví dụ như chúng ta thấy rằng là trung tâm y tế dự phòng thì người ta có cái bộ phận là phân tích các mẫu đất, mẫu nước xem có đủ tiêu chuẩn hay có ASEAN hay không thì chúng ta vẫn biết đấy. Rồi tiếp nữa là cái phòng xét nghiệm ở trong một cái nhà máy mà người ta chuyên gì ạ? Ví dụ như là một cái nhà máy mà chuyên chế biến các thực phẩm chẳng hạn thì người ta cũng phải phân tích cái đấy. Rồi những cái nhà máy dược chẳng hạn người ta cũng phân tích cái đấy. Thì đấy là những cái tiêu chuẩn dành cho những cái phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn 17025. Thế còn phòng xét nghiệm 15189 mà theo tiêu chuẩn ISO 15189 thì là cái phòng xét nghiệm về y tế. Chắc chắn là những phòng xét nghiệm về làm những cái mẫu bệnh phẩm trên người. Đấy, mẫu bệnh phẩm trên người. Còn những cái phòng xét nghiệm 17025 có thể làm một phần trên người thôi, nhưng mà có thể làm những cái trên những cái mẫu mà không phải lấy từ người. Rồi ngoài ra thì nó có những cái tiêu chuẩn, ví dụ như quy định của CLIA của Mỹ chẳng hạn, GBA của Pháp chẳng hạn, về những cái quy chuẩn về quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của Liên Hợp Quốc, gọi là United Nations chẳng hạn. Thì đấy là những cái quy định của những cái tổ chức khác. Thế như vậy chúng ta có cái phần này, chứng chỉ này, hai là các công nhận này, và thứ ba là các quy định. Thế lưu ý là chúng ta nếu mà là thường thường chứng chỉ thì chúng ta biết đấy, nó chỉ là gì ạ? Nó chỉ là đạt được những cái quy định. Thế còn thì gì ạ? Các tiêu chuẩn công nhận thì nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là năng lực. Cái hai cái này nó hơi khác nhau. Đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn một chút về cái tiêu chuẩn đấy, của ISO 17025. Nó là các tiêu chuẩn chung về năng lực mà nó là dựa trên làm những cái mẫu hiệu chuẩn hoặc những cái mẫu xét nghiệm mà không phải từ gì ạ, từ người. Nó là dành cho các đơn vị phòng xét nghiệm hoặc đơn vị hiệu chuẩn. Đấy. Ví dụ như trung tâm kiểm chuẩn trường đại học y thì người ta làm ISO 17025. Hoặc còn một cái nữa gọi là năng lực đo lường thì người ta làm 17034, chứ không ai công nhận cho họ là 15189, bởi vì họ không có máy, đúng không? Nơi này người ta không có máy, mà nơi này người ta chỉ là nơi phân tích thôi, phân tích những cái mẫu đã gửi thôi. Tiếp nữa là người ta phải có những cái hệ thống kỹ thuật quản lý chất lượng, người ta cũng có hệ thống kỹ thuật quản lý chất lượng gần tương đương với là ISO 15189 về mặt quản lý. Nhưng mà về mặt kỹ thuật thì người ta không có đủ như là ISO 15189 của chúng ta. Và thường ở đây thì người ta cũng không phải tuân thủ cái việc an toàn cho các hoạt động phòng xét nghiệm. Chúng ta làm an toàn cho phòng hoạt động phòng xét nghiệm rất là cầu kỳ. Đấy, chúng ta biết rồi, nó có cả một chương. Còn phạm vi của ISO 15189 thì nó sẽ rộng hơn. Nó là các yêu cầu cụ thể cho phòng xét nghiệm y tế đối với chất lượng và năng lực. Đấy, cả năng lực và chất lượng. Còn cái kia nó chỉ là năng lực thôi. Để khẳng định hoặc công nhận năng lực thì chúng ta sẽ làm cái ISO. Đấy. ISO 15189 nó dựa trên ISO 17025 cộng với ISO 9001 và cụ thể là cộng thêm một số cái yêu cầu về phòng xét nghiệm y tế nữa.
Nó bao gồm các quá trình kỹ thuật về quản lý chất lượng của phòng xét nghiệm, và nó bao gồm nữa là hệ thống kỹ thuật về quản lý chất lượng. Thế như vậy nó gồm có hai cái phần, 17025 cộng với 19001 thì thành 15189 cộng, tất nhiên là có một số cái tiêu chuẩn của cái phòng xét nghiệm y tế nữa. Thế thì bây giờ nếu các bạn muốn, các bạn muốn được công nhận hay được cấp chứng chỉ hay được cấp giấy phép thì chúng ta sẽ phải biết rằng là phòng xét nghiệm ta đang ở đâu. Ví dụ như là đây là một cái sơ đồ. Nếu chúng ta muốn được cấp giấy phép cho phòng xét nghiệm thì là chúng ta mở phòng xét nghiệm. Chúng ta được cấp giấy phép thì chúng ta làm một cái phòng xét nghiệm thì chúng ta sẽ được cấp giấy phép, là được cấp giấy phép cho phòng xét nghiệm. Hàng năm ấy thì như này ở nhà nước thì lâu nay trước đến giờ làm vẫn là mang tính chất đối phó. Nhưng mà tư nhân ấy, thì người ta sẽ được quản lý khá là chặt. Ví dụ như này, ví dụ như là chúng ta muốn thành lập một cái bệnh viện tư nhân chẳng hạn, thì chúng ta phải được gì ạ? Bộ Y tế cấp giấy phép. Bộ Y tế cấp giấy phép thì chúng ta sẽ phải gì ạ? Phải mời một cái đoàn của Bộ Y tế về. Trong đó các bạn định mở cái chuyên ngành gì thế thì người ta sẽ mời các chuyên gia của các chuyên ngành ấy đi cùng để người ta cấp giấy phép, bao gồm cả ví dụ như cấp giấy phép cho bệnh viện mở, nhưng bao gồm cấp giấy phép cho cả phòng xét nghiệm, phòng cấp cứu, ví dụ khoa cấp cứu, khoa sản, khoa nội, khoa nhi chẳng hạn. Ví dụ như cách đây khoảng chưa đến 2 tháng, khoảng hơn 1 tháng thì chúng tôi có đi sang bên bệnh viện Tâm Anh ở bên chỗ Long Biên. Các bạn biết bệnh viện Tâm Anh rất là hoành tráng và người ta làm cũng khá là tốt, tư ạ. Thế thì chúng tôi phải đến cái phòng xét nghiệm để chúng tôi xem là họ có đủ máy móc, có đủ con người, có đủ các thứ không để họ làm xét nghiệm, thì lúc ấy cấp cho họ giấy phép. Tức là từ khi mà được cấp giấy phép thì người ta được phép gì ạ? Người ta được phép làm xét nghiệm cho bệnh nhân. Được cấp giấy phép thì người ta được phép là thu dung điều trị bệnh nhân. Tiếp nữa là nếu mà chúng ta được cấp giấy phép rồi, chúng ta muốn nâng lên một chút là cái việc mà mình được làm ấy nó đạt được cái tiêu chí gì thì chúng ta sẽ xin cấp chứng chỉ. Đấy. Ví dụ được cấp chứng chỉ ISO 9001 chẳng hạn. Đấy. ISO 9001 đây là ISO về gì? Quản lý chúng ta biết rồi. Đấy. Thì là bệnh viện người ta sẽ làm để người ta được cấp chứng chỉ. Thế thì trong cái hệ thống xét nghiệm ở đấy người ta chỉ làm mỗi gì? ISO 9001 thôi, cho cái hệ thống xét nghiệm thôi, thì nó là các ISO về quản lý thôi, tức là các quy trình về quản lý, chứ còn chưa có các yêu cầu về kỹ thuật. Thế thì tiếp nữa là chúng ta đã làm tốt rồi, làm tốt ở trong phòng xét nghiệm rồi thì chúng ta muốn là được công nhận, ví dụ chúng ta muốn được công nhận là ISO 15189 chẳng hạn, hoặc là tiêu chuẩn về phòng xét nghiệm bại liệt của WHO chẳng hạn, thì chúng ta phải có gì ạ? ISO 9001 chúng ta phải có các sổ tay chất lượng và chúng ta phải có SOB về xét nghiệm của chúng ta. Đấy, và chúng ta phải có phòng xét nghiệm tham chiếu, ví dụ làm ngoại kiểm đấy. Thì đấy là khi chúng ta làm được những cái việc cái tốt rồi thì chúng ta sẽ xin công nhận. Như vậy, như vậy thì một cái phòng xét nghiệm có thể gì cấp giấy phép, cấp chứng chỉ và được công nhận. Thế thì một cái quá trình công nhận thì bao gồm việc gì ạ? Tôi có điện thoại tí ạ. Alo. Xin lỗi mọi người ạ. Thế thì một cái quá trình công nhận thì chúng ta phải làm gì ạ? Thứ nhất là chúng ta phải làm những việc là cái yêu cầu của cái công nhận là gì. Đấy. Chúng ta phải cam kết với việc công nhận là chúng ta duy trì cái việc công nhận đấy. Chúng ta phải có kế hoạch cho cái việc ấy. Chúng ta phải có nguồn lực bao gồm gì ạ? Nhân lực và vật lực. Đấy. Cũng có máy móc, cơ sở vật chất, tất cả những cái nguồn lực để thực hiện cái việc ấy. Và cuối cùng là chúng ta phải có gì ạ? Có đủ trình độ để đạt được những cái yêu cầu của người ta thì chúng ta mới gì ạ? Chúng ta mới tham gia vào cái quá trình công nhận. Thế như vậy thì tôi cũng vẫn nói với các bạn ấy, ví dụ như các bạn bây giờ chỉ cần làm 24-29 thôi, vì một số những cái bệnh viện mà tuyến huyện chẳng hạn, hoặc những cái bệnh viện chuyên ngành thì chúng ta không làm mà ISO thì chúng ta chỉ cần những cái ấy thôi. Nhưng mà ai định làm ISO thì chúng ta phải chuẩn bị những cái thứ này đầy đủ hơn,
để chúng ta được công nhận. Các thuật ngữ trong công nhận thì người ta hay nói về vấn đề thuật ngữ. Thứ nhất là đồng thuận, tức là đại diện cho sự thống nhất chung trong trường hợp không có sự phản đối. Đấy, và bắt buộc gọi là đồng thuận. Thế như vậy chúng ta có cái gì đồng thuận với nhau là chúng ta làm như thế. Tiếp nữa là trong việc công nhận thì người ta có phần tuyên bố quy phạm. Tức là chúng ta gì ạ? Chúng ta được yêu cầu là một phần quan trọng trong các tiêu chuẩn và bao gồm sẽ phải. Đấy, chúng ta hay đọc ở đâu đấy? Là phòng xét nghiệm sẽ phải làm gì? Sẽ cái gì? Tiếp nữa là chúng ta phải có tuyên bố về thông tin. Các thông tin thì thường được coi là một cái lưu ý, có thể là một giải thích hoặc cảnh báo hoặc cung cấp một ví dụ về cái việc thông tin của phòng xét nghiệm ấy. Chúng tôi đi đánh giá phòng xét nghiệm chẳng hạn thì chúng tôi thường thường là đưa vào đấy một cái cảnh báo hay một cái lưu ý. Đấy là những cái phần mà phòng xét nghiệm cần phải cải tiến, cần phải lưu ý. Tất nhiên là mỗi cái cơ quan nó sẽ có một cái phần tuyên bố đấy hơi khác nhau một chút. Có những cái tuyên bố rất nặng nề, nó gọi là vi phạm nặng ấy. Đấy, nhưng mà có những cái vi phạm nhẹ thì người ta có thể là gì ạ? Người ta chỉ khuyến cáo. Thế thì là tùy vào những cái đơn vị người ta có những cái quy định đưa những cái từ ấy. Giống như như chúng ta gì ạ? Giống như chúng ta nói về về ngoại kiểm ấy. Đấy, như tôi nói thì ngoại kiểm thì bình thường một cái đơn vị công nhận ngoại kiểm người ta chỉ ghi là đạt hay không đạt, tức là đỗ hay không đỗ. Nhưng mà ví dụ như trung tâm kiểm chuẩn trường y thì lại bảo là đỗ tốt, đấy, là đỗ vừa, cũng đỗ, ví dụ như vậy. Thì tương đương với là rất tốt, tốt và gì ạ? Chấp nhận được. Rồi cái phần nữa là cần xem xét, rồi lại không chấp nhận được. Thế thì cần xem xét thì nó nằm ở cái mục nào? Các bạn có biết không? Đấy. Thế cần xem xét thì nó nằm mục là có được hay không được. Rất nhiều người tôi dám chắc là không biết là nó nằm ở cái mục này. Đúng không? Thế và có những cái thuật ngữ nữa. Ví dụ như chúng ta phải gọi là tuân thủ này. Đáp ứng cả nội dung về tinh thần. Đấy, nội dung và tinh thần của mình yêu cầu này. Rồi không phù hợp này, là không đạt được các yêu cầu của quá trình hoặc cấu trúc dịch vụ này. Có thể đạt được phân loại bằng là gì ạ? Không phù hợp nặng, tức là hỏng hết, hoặc là chỉ nhẹ một phần. Đấy. Ví dụ như là các bạn có một cái hệ thống quản lý chất lượng đấy, nhưng mà các bạn làm nó không ra gì thì người ta gọi là vi phạm nặng. Đấy, nhưng mà trong trường hợp các bạn làm nó còn một phần nào đấy chưa đạt được thì gọi là được một phần. Hoặc là trong 2429 ấy, các bạn cũng có thấy có những cái mục gọi là đạt và đạt một phần. Thế thì chúng ta ví dụ như trong trường hợp chúng ta làm ngoại kiểm, nhưng mà chúng ta không đủ gì, không đủ tất cả các mẫu thì chúng ta vẫn là đạt một phần. Chúng ta có làm nhưng mà không đủ hết, chứ không phải chúng ta không làm, người ta đánh chúng ta là một phần ấy. Ví dụ như đáng một phần đấy được 2 điểm thì chúng ta sẽ được 1 điểm, ví dụ như vậy. Và chúng ta phải có một cái từ nữa gọi là xác nhận, là xác minh cái sự phù hợp, là chúng ta xác nhận bằng cách kiểm tra các bằng chứng. Đấy. Ví dụ như phù hợp về cái việc nội kiểm hay ngoại kiểm thì người ta phải tìm các gì, các bằng chứng mà các bạn làm, tức là phải dựa vào các gì, các số liệu quan trắc gốc này, rồi các gì nhận xét của các người làm lý chất lượng chẳng hạn, rồi các biểu đồ, rồi các cảnh báo, rồi các gì hành động khắc phục, hành động phòng ngừa chẳng hạn. Đấy là những cái việc là xác minh cái sự có phù hợp hay không. Và chúng ta lại đi vào cái slide cuối cùng mà trong cái bài này, mà cũng rất nhiều các bài có cái slide này, đó là sự công nhận về việc chúng ta là có cái hệ thống quản lý chất lượng. Thực ra cái sự công nhận ấy, thì nó không đảm cho cái sự thành công của chúng ta. Đấy, phải nói vậy. Riêng về cái việc là làm về quản lý chất lượng thì sự công nhận cũng chưa phải là sự thành công. Còn nếu mà các bạn đi học, ví dụ các bạn học chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, thạc sĩ, khi mà các bạn được gì ạ? Được cái bằng ấy, thì nghiễm nhiên là người ta công nhận và chắc chắn là bạn sẽ gì ạ? Thành công, vì bạn đi học đã xong. Đấy. Riêng học về quản lý chất lượng hoặc làm về quản lý chất lượng thì người ta lại nhấn mạnh công việc này. Kể cả bạn có được ISO 15189, kể cả bạn được 2429 4 sao 5 sao cũng không phải là đảm bảo cho sự thành công của các bạn, mà nó chỉ là một bước trong cả hành trình dài để đạt được về mục tiêu chất lượng. Đấy. Riêng về hệ thống quản lý chất lượng thì nó lại thế.
Đấy, chúng ta thấy rằng nó khác với lại các chứng chỉ thông thường chúng ta đi học. Đấy, không phải chúng ta học phát là coi như xong chúng ta được cái gì ạ, được cái bằng là chúng ta về chúng ta treo. Ví dụ như bạn học chuyên khoa 1 thì suốt đời các bạn sẽ là chuyên khoa 1. Nếu bạn là chuyên khoa 2, suốt đời chuyên khoa 2. Bạn là tiến sĩ thì suốt đời bạn là tiến sĩ. Thế nhưng mà quản lý chất lượng thì bạn đạt được ISO năm nay, nhưng sang năm bạn tự nhiên bạn mất cái này, chuyện bình thường. Như cái bài mà tổng quan tôi nói với bạn này, lưu ý là vậy. Thế thì và cái slide này thì nó nhắc cho chúng ta là làm về quản lý chất lượng là liên tục cải tiến, đấy, liên tục thỏa mãn gì ạ, khách hàng, liên tục giảm các sai sót, và cuối cùng thì chúng ta mới có được cái hệ thống quản lý chất lượng gì ạ. Đấy là cái phần về các chứng chỉ và công nhận. Và khi chúng ta có cái kết quả được công nhận thì nó sẽ đánh giá được thế mạnh tính toàn vẹn của hệ thống chất lượng của chúng ta. Chắc chắn là người ta đánh giá thì nó đầy đủ. Thứ hai là giám sát liên tục hệ thống chất lượng. Đấy. Khi chúng ta có cái hệ thống quản lý chất lượng mà được công nhận thì chắc chắn là nó sẽ giám sát liên tục cái hệ thống chất lượng của chúng ta. Và nó cũng là công nhận cho các nỗ lực của chúng ta. Đấy, cách đây 2 ngày tôi có nói về một cái câu chuyện về giám sát liên tục hệ thống chất lượng. Bộ Y tế đánh giá 2429 là cuối năm 2017 đến đầu 2020 mới họp để được công nhận. Mới họp được công nhận. Thế như vậy thì khi mà người ta họp ấy thì 3 năm sau rồi. 3 năm sau thì làm sao mà có thể đảm bảo được cái việc là chất lượng của người ta vẫn đảm bảo, đúng không? Không ai kiểm tra cả. Không có thể ai có thể chắc chắn được cái hệ thống quản lý chất lượng đấy của người ta đã vận hành tốt. 3 năm sau ạ. 3 năm sau thì còn cái gì đó. Có thể họ vứt đi hết rồi. Thế lúc đấy mới lại gì ạ? Công nhận thì nó còn ra cái gì nữa, đúng không? Đấy. Thế thì ở đây nói rằng là để công nhận chất lượng của một phòng xét nghiệm thì nó sẽ có một cái mục là khi công nhận như vậy thì phải giám sát cái hệ thống chất lượng. Mà giám sát bằng cách gì ạ? Chắc chắn bằng cách là phải có đánh giá, kiểm tra. Thế và thường thường như ví dụ các bạn đánh giá ISO 15189, các bạn muốn đạt được ISO 15189 thì người ta đánh giá. Nhưng mà để đạt được ISO 15189 mà duy trì được chất lượng ấy thì mỗi năm người ta đến người ta lại đánh giá các bạn. Như vậy là nó rất tốn về thời gian, tiền bạc, rất vất vả. Đấy. Chứ không phải là người ta cấp cho chúng ta một cái ISO 15189 là chúng ta về chúng ta treo suốt đời đó. Đấy. Lưu ý là như vậy. Và người ta thậm chí người ta còn giám sát, thì người ta công nhận cho chúng ta là cái chỉ tiêu này đạt được ISO 15189 thì bạn chỉ được phép in trên kết quả xét nghiệm bệnh nhân để cho người ta phải biết được rằng là chúng ta chỉ đạt được ISO 15189 trên cái lĩnh vực này thôi. Ví dụ bạn làm hóa sinh, bạn đăng ký là ISO 15189 ở ure creatinine chẳng hạn, thì các bạn in cái tờ giấy xét nghiệm nó gồm có hàng chục cái chỉ số khác, thì các bạn phải gì ạ, các bạn phải làm sao cho khách hàng biết được rằng là trong cái ISO đó, mặc dù cái đơn vị mình là đạt được ISO 15189 nhưng mà chỉ đạt được ISO 15189 trên cái xét nghiệm ure creatinine thôi. Những cái xét nghiệm khác là bạn không đăng ký, bạn không làm được chỉ tiêu đấy thì bạn không được sử dụng cái logo ấy của người ta. Đấy. Nó phải là như thế. Và thường thường ấy, các phòng xét nghiệm mà được công nhận thì có xu hướng gì? Thực hiện tốt hơn các xét nghiệm về độ thành thạo. Đấy. Tức là chúng ta làm xét nghiệm tốt hơn và chúng ta phải tham gia cái thử nghiệm độ thành thạo, và có nhiều khả năng là có hệ thống chất lượng hiệu quả hơn. Đấy là những cái nơi mà được công nhận và có xu hướng như thế. Để đạt được cái việc công nhận là một thành tựu, nhưng mà duy trì được cái sự công nhận đấy nó còn là thành tựu lớn hơn. Đấy. Chứ không phải là chỉ đạt được công nhận cái là coi như chúng ta nghỉ luôn. Khi chúng ta có một cái gì ạ? Một cái được công nhận về mặt gì ạ? Về mặt chất lượng. Thì chúng ta lại tiếp tục phải duy trì. Chúng ta tiếp tục duy trì và đến tận lúc gì ạ? Lúc chúng ta không làm nữa thôi. Và lúc ấy thì chúng ta mới gì ạ? Chúng ta mới thôi. Chứ không giống như chúng ta đi học. Đấy, học các chứng chỉ. Hay là học gì ạ? Học cái bằng cấp, học xong thì chúng ta cứ thế chúng ta treo, chúng ta dùng cả đời, chẳng ai kiểm tra chúng ta tiếp được cả. Đấy, như vậy thì nó không giống như hệ thống quản lý chất lượng được công nhận là một thành tựu, nhưng duy trì công nhận đó là một cái thành tựu lớn hơn.
Thế và tóm tắt trong cái bài này thì tôi có trình bày với các bạn. Thứ nhất là các tiêu chuẩn cung cấp những hướng dẫn mà từ đó hình thành các cơ sở cho hoạt động quản lý chất lượng. Các tiêu chuẩn này thì được phát hiện triển bởi các tổ chức, nhiều tổ chức mà phát triển các tiêu chuẩn. Việc cấp chứng chỉ hay công nhận là để đảm bảo phòng xét nghiệm đã đạt được những tiêu chuẩn đã đề ra. Nhưng cái chương trình quản lý chất lượng chủ động thì có thể đảm bảo cho phòng xét nghiệm luôn ổn định trong trạng thái sẵn sàng được công nhận. Đấy. Nếu chúng ta có một cái chương trình quản lý chất lượng chủ động, chúng ta làm chủ động làm những cái việc mà chúng ta đã đề ra, thì chắc chắn là cái phòng xét nghiệm của chúng ta có thể được sẵn sàng công nhận nếu chúng ta cần. Đấy. Chúng ta cần. Và thông điệp chính của cái này là công nhận là một bước quan trọng trong việc quản lý cải tiến liên tục của hệ thống quản lý chất lượng. Để được công nhận là một thành tựu, nhưng duy trì công nhận thì là một cái thành tựu còn lớn hơn nhiều. Thế như vậy tôi đã trình bày với lại chúng ta cái bài đánh giá, tức là một cái học phần 17 đánh giá và quy chuẩn công nhận. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ sang học phần tiếp ạ. Cái học phần này là cái học phần ra là thầy Dũng sẽ hướng dẫn ạ. Nhưng mà tôi liên tục quá trình học của chúng ta.